Dạ. Với lại nhìn chững chạc, điềm đạm, không có nho nho nhoi anh. Hồi nãy tôi nghe giọng hát là tôi nghi nhoi lắm rồi đó. Thế nào mà phải vui chứ đúng không? À, lên chương trình này chứ là phải vui chứ. Đúng rồi. Chứ hoàng điềm đạm chứ chị. Em đi đâu thì em cũng sẽ báo anh một tiếng à. Ừ. Đi coi phim với bạn trai khác dạ, được. Dạ có em đi theo mà. Mình mới nói gì mà mình bấm nút nha. Bậy 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 bậy, bậy. Tìm hiểu đi. Chưa mà. Quan điểm nói tình yêu hôn nhân gia đình rồi. Em muốn mời bạn nam. Rồi, xin chào. Mời bạn nữ. Qua bức màn, như các bạn có thể nói chuyện với nhau, xuyên qua nó để cảm nhận về nhau. Giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh. Chào xin chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ, em tên là Đào Tiến Lộc, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang là nhân viên kho của công ty Cân Nhân Hòa. Nhân viên kho? Dạ. Là giữ kho đó hả? Dạ, dạ. Là ngon rồi nha. Dạ. Làm ở đâu bạn? Dạ, dạ em làm Thủ Đức cái gì? Quê mình ở đâu? Dạ dạ em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Khánh Linh, em 23 tuổi. Em là kế toán trong một công ty ở quận 11. Quê mình ở đây luôn hay sao em? Dạ em ở đây luôn chị. Rồi. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì nè? Dạ điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Hay giúp đỡ người khác. Ai em mà giúp được thì em sẽ giúp hết mình. Dạ với lại bạn bè hay tìm đến em để tâm sự, cho lời khuyên. Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là em cũng hơi khó tính với nóng tính đó chị. Với lại bạn bè em nói là mặt em nhìn hơi dữ, hơi khó chịu. Với lại em cũng hay quên. Mời bạn nam. Dạ ưu điểm của em thì ca hát, bơi lội, hòa đồng và hài hước. Dạ còn khuyết điểm của em thì hơi cọc chút xíu trong công việc. Với lại ngủ nướng ngày cuối tuần nữa. Dạ. Không sao. Dạ. Nhưng mà cái cọc đó là phải giảm bớt. Đôi khi mình cọc quá nó mất lòng nhiều người lắm. Dạ chứ cọc cho công việc anh. Vậy thôi ưu hả? Ưu điểm ca hát, hát bài cho nó sung lên nào. Dạ tới đây. Đứng lên biểu diễn giới thiệu luôn. Nào đúng rồi. Dạ em xin hát bài Yêu Chị Hai Lúa của nhạc sĩ Trấn Thành. Rồi. Chẳng qua là duyên số anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đôi mình thương nhau lúc nào. Anh ở thành đô người xe, chẳng ngán biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy, thương em gái giàu nắng mưa. Biết bao người con gái đem tình yêu gửi tặng cho anh. Dẫu anh không đẹp trai, biết bao con nàng khen anh có tài. Dạ em xin hết à. Nè 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 nè, chuẩn bị một bài đi nha. Chút xíu vừa mở màn lên, em biểu diễn ngay trước mặt cô ấy để mình gây ấn tượng. Dạ, dạ, dạ. Cảm okay. Nhận về cái giọng nói giọng hát của bạn nam như thế nào? Dạ nghe châm chớp với chị. Cho em hỏi là anh biết bơi ha anh? À biết bơi em. Dạ anh biết bơi mấy kiểu anh? À thập cẩm kiểu em. Thập cẩm kiểu. Ủa em hỏi kiểu gì vậy em? Dạ tại em cũng biết bơi nên anh, em bơi 4 kiểu. Là coi như cũng thập cẩm luôn rồi đó đúng không? Dạ. Rử hai người này chắc rủ nhau đi bơi đua đi. Không được đấy. Em gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ về ngoại hình thì 1m65 trở lên. Chung là càng cao càng tốt. Tại vì em cũng không được cao nữa nên em muốn cải thiện. Đừng có hói. Sao không ai thích hói là sao vậy ta? Có không? Dạ dạ không em chưa. Dạ. Với lại nhìn chững chạc, điềm đạm, không có nho nho nhoi với anh. Hồi nãy tôi nghe giọng hát là tôi nghi nhoi lắm rồi đó. Thế nào? Phải vui chứ đúng không? À, lên chương trình này chứ là phải vui chị. Đúng rồi. Điềm đạm chị. Được không em? Dạ cũng được. Em không thích gia trưởng, không thích hút thuốc. Với lại cũng đừng có nhậu nhẹt nhiều quá. Bạn trai bệnh có hút thuốc nhậu nhẹt không em? Dạ thuốc thì em không hút chị ơi. Em nhậu thì uống một hai chai em xỉn. Thôi vậy được. Rồi gì nữa không? Em có mẫu người lý tưởng của mình không? Dạ giống anh Quyền Linh. Trời ơi. Nhưng mà nhảy vậy em tưởng tượng ra. Em tưởng tượng ra cái anh bên bển như thế nào? Em nghĩ chắc cũng tự tự anh Quyền Linh. Thấy không? Vậy mẫu người bạn nữ của bạn trai là như thế nào? Bạn gái thì cao 1m50, hòa đồng, hiền, biết lễ phép, là biết nấu ăn. Và em thì thích phụ nấu ăn. À dạ. Em biết nấu ăn không? Em biết nấu mấy món đơn giản thôi chị. Thôi đơn giản ăn cơm hai chồng được rồi. Dạ. Có điều gì không thích phụ nữ không? Dạ em không thích phụ nữ là nhiều chuyện với lại nhiều tay chân sạch sẽ xíu. Anh kiểm tra coi tay chân sạch sẽ không nha. Dù này mới nè. Phụ nữ nào mà không sạch sẽ trời. Ôi trời em. Dạ. Xòe tay anh coi đi em. Số 1 luôn. Ừ. Bàn tay búp măng đẹp ha. Sạch sẽ lắm em ơi. Em dạ. Sao em thích nhoi? Nhoi thì nhiều khi hai người nhoi thôi chứ đừng có ra ngoài đường mà nhoi nhoi người ta nhìn vô kỳ lắm. Vui mà. Dạ mà vui khác mà còn nhoi nhoi kiểu quậy quậy khác nữa.
Lý do sao em không thích hói? Nhìn cũng không được đẹp cho lắm anh. Anh có hói không? Dạ không, em thấy anh không hói. Đi là được. Đi là được. Nếu mà hợp nhau thì khoảng bao lâu em đồng ý cưới? Dạ từ 1 tới 2 năm. 1 đến 2 năm. Rồi. Được không em trai? Dạ dạ được anh. Được. Rồi, để tôi qua tôi coi coi ông có nhòi không nha. Mà sao tôi nghi ông bên đây lùn quá ta ơi. Sao lùn được? Ai thích bận bạn gái có 1,5 m à. Dạ, chào chị. Chào em. Trai chuẩn men à. Nào đứng đứng lên chị coi thử coi. Em cao mét mấy? Dạ em cao, em đo 2-3 lần lên rồi. Cuối cùng em cao được 1,67 m. 1,67 m hả? Dạ. Rồi ngồi xuống đều giảm cân chút nha. Dạ dạ. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dễ thương xíu cũng được. Chứ có giống ai gì không? Có cái chuẩn người cao thấp mập ốm dạ gì không? Dạ không, em cũng không được đẹp lắm mà em không không dám. Vậy dạ hả? Coi như sao cũng được hết trơn, dạ đơn giản vậy đó. Dạ. Rồi, như chị vậy. À, mình đã chuẩn bị những gì để tiến tới hôn nhân chưa? Mình đòi dạ. Dạ chị đã có rồi, gia đình em đã sẵn sàng rồi. Gia đình em sẵn sàng chứ em sẵn sàng chưa? Dạ, dạ em cũng sẵn sàng. À, rồi dạ mình có làm dâu không? Dạ tùy theo bạn gái nữa, ví dụ bạn gái đi đâu em đi đó. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy làm rể được không? Dạ. Ở rể được không? Dạ được, không sao chị. Được luôn. Dạ. Nó dễ lắm mà. Rồi, em dễ dữ. Dạ. Rồi thôi cặp này gả luôn đi. À. Còn gì nữa? Dạ. Em có đi với ai? Dạ, dạ em đi với anh hội em đó là anh Thịnh. Chào chị Cát Tường, anh Nguyễn Linh. Rồi chào anh. À, em thấy được cái Lộc, thấy hợp với tính của Lộc. Lộc có tật xấu gì không? À, có nhưng mà không có nhiều lắm. Nó ngủ rồi nó hay hát lông bông nha. Có lăng nhăng không? Dạ không. Rồi em hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em đi với mẹ ạ. À có mẹ. Chào cô ạ. Dạ vâng, chào hai MC. Thì nãy giờ thì cũng thấy em trai bên này thấy nhiều cái tính cũng hợp. Chắc là ngủ nướng á, thì Khánh Linh cũng có cái tật ngủ nướng. Khánh Linh thì nó hơi trầm tính, mà em này thì vui nhộn, thì thấy hai tính cách ấy có vẻ hòa đồng với nhau. Tại có một mẹ một con cho nên á, chắc là em trai cũng nhường nhịn em chút xíu, tại ở nhà cũng hơi chiều em. À, vậy cô có muốn bắt rể không cô? Dạ cũng có muốn bắt đó. Cô em nói chuyện với cô đi em. Dạ dạ, dạ thưa bác. Dạ. Đó hỏi bắt rể gì đó. Nói với bác gì đi. Dạ thưa bác, nếu con mà được tiến tới với em, con sẽ lo cho em và thương yêu em hết cả cuộc đời này. Cô cũng mong là như thế. Dạ, dạ con hứa em. Mình có chỗ dựa vững chắc đây cho dạ cô yên tâm. Rồi, cảm ơn. Có thương bác dạ không? Có lo cho bác dạ không? Dạ chắc chắn là có. Đồng ý rồi, rể không? Dạ dạ đồng ý. Đồng ý luôn, khỏe rồi. Thôi bây giờ kéo màn lên. Chuẩn bị. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Hát luôn. Chào em. À, lần đầu tiên em thấy em rất là dễ thương, cũng đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Em à? Dạ. À, anh thích em rồi đó, ước gì em là vợ anh. Người yêu ơi, anh muốn cùng em thề câu chung thủy, không ai nói lòng mình bên nhau đi đến cuối con đường. Ủa giờ dễ thương chưa? Dạ. Quà gì kìa? Trời ơi, hát cái quên quà luôn rồi. À, anh có món quà tặng em. Dạ. Dạ. Mà. Dạ. Anh cảm... dạ. Dạ anh có cặp này. Cái cân công ty sản xuất em tặng cho anh Linh. Trời ơi, cảm ơn. Gì em vậy? Dạ. Anh chắc cân này chắc đứt cân quá. Dạ em tặng chị Tường. À, cảm ơn cân em. Dạ. Hai cặp này múp múp ha. Có tặng bằng cái cân không? Dạ không, mà cân nó không hên lắm anh. À vậy hả? Dạ không hên. Vậy tặng anh là ý em nói anh xui hả? Dạ dạ không anh. Dạ. Thôi vậy thôi, cảm ơn. À, em lần đầu tiên thấy anh, em thấy thế nào? Dạ em thấy anh cũng dễ thương múp múp. Anh là trong tình yêu anh rất là tình cảm, sống thật tình. Dạ. Anh là không thích là người phụ nữ là như là như lăng nhăng hay là gì. Anh rất là thoải mái, dù ai quen là em muốn đi đâu anh đi, dù đi với bạn trai cũng được, anh rất là hiền. Dạ. Em đi đâu thì em cũng sẽ báo anh một tiếng. Ừ. Đi coi phim với bạn trai khác. Dạ, được dạ, có em đi theo mà. Mình mới nói gì mà mình bấm nút luôn. Ê, trời ơi, bậy 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 bậy, tìm hiểu đi. Chưa mà. Quan điểm nói tình yêu hôn nhân gia đình rồi. Em muốn chừng nào cưới rồi con cái tiền bạc gì đó. À, phát triển kinh tế gì hỏi luôn đi. Con cái vụ mốt em muốn sanh mấy đứa. Dạ, hai đứa hả anh? Em thích con trai hay gái? Em thích đều. Mà chắc em thích con gái hơn. À, để anh điệu với em. À, anh cũng như vậy. Dạ. Em thích đi đâu? À, em thích đi đâu? Thường thì em thích đi xem phim, xem kịch. À, đó cùng sở thích anh cũng thích đi xem kịch, nhất là kịch ma. Dạ, em thích kịch ma. Kịch ma sợ. Dạ. Cưới về anh có phụ việc nhà không anh? Anh có việc không? Nhà anh làm được, em rửa chén lau nhà việc nhà anh làm được. Dạ. Và em cứ ngồi. Dạ. Trời ơi em cứ ngồi. Anh tính anh thì nó thiệt,
anh nói có, dạ con nói có bác ơi, con xin hứa. Dạ bác. Nếu vợ em mà giận em sẽ làm gì? Dạ thì năn nỉ, chở đi chơi, đi dạo, đi sở thú. Đi sở thú chi em? Dạ vô ngồi đó mát, tụi biết không có thú mà ngồi đó mát rồi năn nỉ, xong rồi chở đi uống trà sữa. À, em hy vọng thì chúng ta nên có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Anh cũng vậy. Dạ. Cho anh một cơ hội nha. Dạ. À, bấm nút hả? Nút hoài vậy? Bây giờ nói một câu gì thật là tình cảm. Anh hứa là anh sẽ yêu thương em và lo cho em. Anh xin hứa. Dạ. Cảm động. Cảm động quá. Cảm động quá. Để tay nút bấm đi bạn. Hơi nhoi nhưng rất chân thành. Đây nè, cái nút nè. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Suy nghĩ thật kỹ nha, quyền quyết định là của các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Một bạn trai nói như bác ở đây á, là rất hài hước và bản lĩnh chững chạc nữa, rất chân thành đó cô. Chân thành lắm, hai gương mặt này giống nhau quá. Em gái cảm thấy như thế nào? Dạ nói chung mà em cảm nhận được tại anh đó rất là chân thành, rất thật tình, cũng rất hiền lành nữa. Thôi mình hôn nụ hôn đầu tiên để nhớ mãi ngày hôm nay đi hai bạn. Xin phép bác đi. Dạ con xin phép bác hôn em cái. Rất dễ thương. Cặp này tôi chịu. Chịu quá. Làm sớm nha. Và chúng ta sẽ... Đây, quà của em. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ em cảm ơn người lên dẫn. Rồi, đưa nhau đi xem phim, tìm hiểu và cưới luôn. Dễ thương quá. Con dữ. Rồi được rồi, anh bên đây cũng hiền lắm á. Con thấy anh run. Anh run. Cặp này xứng đôi đó. Bắt đầu anh, quen là xác định là phải cưới, chứ không có quen chơi bời. Những gì em nói giống y chang những gì anh muốn nói luôn. Dạ. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ em hãy giới thiệu về mình. Em chào chị Cát Tường, con chào chú Quyền Linh. Em chào quý vị khán giả. Chào bạn nam bên kia ạ. Chào con. Em tên là Trần Thị Thu Thảo, em năm nay 25 tuổi, hiện em là nhân viên tư vấn tài chính. Em làm công việc ở Long Thành, Đồng Nai ạ. Vậy là hôm nay mình lên đây tham gia chương trình thôi chứ không có ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và chào các quý vị khán giả trong phim trường. Dạ, em tên là Nguyễn Chí Công, năm nay em 33 tuổi, quê gốc ở Hà Nội nhưng mà em sinh sống và lớn lên ở Sài Gòn. À, hiện tại em đang làm kỹ sư ATM, công việc là sửa chữa và bảo trì máy ATM. Ồ, ngon à, cái máy này ngon à. Có khi nào lên Đồng Nai sửa máy ATM không? Dạ có ạ. Có hay xuống Long Thành không anh? Long Thành có chi nhánh luôn. Rồi hai người nói chuyện luôn đi, hỏi thăm luôn đi. Hỏi thăm luôn đi em, hỏi tôi em sao? Gặp nhau sao rồi? Mốt yêu nhau thì anh tính sao anh? Có xuống dưới được không anh? Được, xuống được. Anh làm giờ. Vậy em? Dạ em làm giờ hành chánh, sau giờ hành chánh hoặc là cuối tuần em rảnh hết ạ. Thứ bảy chủ nhật đi được đúng không? Dạ vâng ạ. Chuyện nhau tiếp đi, hỏi thăm đi. Công việc sao sáng? Anh có mấy mối tình rồi anh? Anh có khoảng 4-5 mối tình rồi. Nhưng mà gần đây nhất thì đã cách đây 7 năm rồi, năm 2010. Sao anh rung lắm, sao anh cà lăm dữ anh? Bình tĩnh hít thở đi anh. Dạ chị. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì cũng có được 2 mối tình rồi. Thời sinh viên với lại lúc đi mới đi làm. Em chia tay lần gần nhất là mấy năm rồi? Dạ cũng gần 2 năm rồi anh. Do người đó nghe lời ba mẹ người đó cưới một người con gái giàu hơn á. Cho nên chia tay. Vậy là mình cũng giàu mà giàu không bằng đúng không em? Dạ đúng rồi, mình giàu tình cảm á chị. Đúng rồi, thôi bỏ đi em. Dạ. Ủa mà 2 năm rồi chưa quên được sao nhắc tới mà còn rưng rưng vậy? Không có tức á chị. Giận. Sao tức em? Không có tức. Thể chia sẻ cho bên đây nghe được không? Em nghe cũng tức nữa. Thôi. Trời ơi gì. Ủa sao anh tức? Nếu em vào trường hợp đó em cũng tức lắm chứ. Em chắc tới bây giờ mới có 2 năm chắc chưa nguôi được đâu chị. Dạ cảm ơn anh đã thông cảm cho em. Anh có hay nghe lời ba mẹ không anh? Ba mẹ anh dặn dạ. gì không? Dạ có, chuyện nào đúng thì nghe, còn chuyện nào
Dạ, chừng nào không đúng thì em phải nói ra ý kiến của mình để hai mẹ con cùng thảo luận. Rồi là anh quyết định luôn hả? Đúng rồi, thường thường là anh quyết định. Dạ. Rồi, bạn gái có những ưu điểm, khuyết điểm nào để nói cho bạn trai nghe cho biết luôn coi. Dạ, mọi người thì thường nhận xét em là người hoạt bát, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Em dễ thích nghi với môi trường mới. Dạ. Rồi, khuyết điểm. Hơi nóng tính một chút xíu, hơi khó tính nhưng mà lại hậu đậu ạ. Hậu đậu cỡ nào? Ví dụ lâu lâu vô bếp thì cắt cứa miếng tay hoặc là đi đâu đá đụng cái bàn cái ghế vậy đó. Không đến nổi đâu. Dạ, hậu đậu chút chút. Mà ưu điểm của em là dạ không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không hút thuốc, có tính kiên nhẫn, kiên trì. Em có biết chơi thể thao, có chơi game, chơi thể thao, chơi tập tạ, đá banh. Sao có lòng cứ chơi game vô động chỏng chi vậy? Anh chơi game chi vậy anh? Dạ, tại vì nó có nằm trong vừa nhược điểm mà vừa ưu điểm luôn ạ. Phải nói ra luôn ạ. Đúng rồi, nói cho chia sẻ bạn gái biết chứ. Ví dụ mai mốt có quen anh bớt chơi game lại nha. Không có chơi nhiều, lâu lâu chơi chút xíu. Dạ. Giải tỏa dạ. Thời gian thôi. Có tật xấu gì không? Dạ, đôi khi hơi nóng tính. Nói chuyện không có được trôi chảy, dễ khiến cho đối phương hiểu lầm ý mình. Bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao, cỡ 1m7 trở lên chị, nhìn thư sinh một chút, biết quan tâm người khác, có ý tứ, trầm tính, ít nói một chút, kìm em lại, em hơi nói nhiều với lại nóng tính á. Người bạn trai đó có lập trường, biết chơi thể thao ạ. Bên đây chơi hơi nhiều. Dạ đúng rồi, em thấy anh giới thiệu anh em rất là thích ạ. Ngoài cái chơi game hơi chơi game chút xíu thôi ạ. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Anh bên này thì em thấy hầu hết tất cả những ảnh gì anh giới thiệu thì em thích hết ạ. Cũng là không nhậu nhẹt, không hút thuốc, đừng có để móng tay dài chị. Hành động nhiều hơn là nói. Thích người ít nói thôi phải không? Làm có thích người lãng mạn không? Lãng mạn vừa vừa thôi, đừng có sến súa, em thích sến súa. Dạ em chào chị. Chào em. Em lại thuộc tiếp người hơi lãng mạn quá, tức là thể hiện tình yêu quá. Ví dụ quá là sao? Hôm đó 8 tháng 3 em mua giỏ hoa tặng cho cô ấy giống như vậy. Canh 12 giờ em mới chạy tới. 2 giờ đêm hả? Dạ vâng, cô ấy ở trọ ở trên lầu 1. Thì em gọi ra thì cô không xuống được. Em mới lấy sợi dây, một đầu dây em cột vô bông giỏ hoa, một đầu dây em cột vô chìa khóa xe của em á, xong em ném lên trển. Xong rồi cô ấy kéo lên xong rồi ném chìa khóa trả lại cho em. Cũng đâu có gì đâu, sến súa. Mình đạt được mục đích thôi, có nghĩa là giờ mình muốn tặng hoa thì giờ mình cổ không xuống được thì mình gửi lên, cũng chưa có gì gọi là sến súa. Thuộc thì lãng nhắc luôn á. Có đang ngủ 12 giờ khuya kêu vậy là nhận hoa thì không lãng mạn đâu. Không, có nghĩa là 12 giờ khuya của cái ngày 7 tháng 3 đúng không? Dạ, là qua cái giao thời dạ, thì dạ, em đúng muốn rồi. Đúng cái thời khắc. Con 8 tháng 3 em là người đầu tiên tặng, sợ thằng khác nó tặng trước em đúng không? Dạ vâng dạ. Cũng nếu hay mà lãng mạn hơn là vậy nè, anh nghĩ nếu lần sau đúng ngày 8 tháng 3 là 7 tháng 3 đó, em gặp người yêu của mình ha, cổ lầu thí dụ lầu 2 lầu 3, em leo sân thượng á. Em đúng bê em thòng xuống hả? Em thòng hoa xuống xong rồi em phun mưa xuống dưới tạo nên lãng mạn. Không, cái này cũng không đến lấy xà bông á, lấy xà bông ba là xịt đúng rồi bọt rồi nó tuyết rơi từ trên xuống ha. Cái xí đi gọi cái chuyện lãng mạn để lát tính, đưa cái xè bàn tay ra coi. Dạ chết rồi. Chết rồi, thôi chết rồi. Sao vậy? Để móng tay dài làm gì? Dạ không, một số thôi ạ. Tại vì cái công việc của em nó phải xoay máy xong rồi móc dây. Dạ vâng đúng rồi. Cái máy ATM, cái lõi của nó là cái máy vi tính á, nên đều phải cậy đồ ra. Mình không có dụng cụ hả anh? Dạ có, nhưng mà đôi khi mình tận dụng mọi tiện, thứ tiện bằng không? Cách nhanh nhất. Trời không ơi. Chứ với lại bình thường em cũng không có để đâu, nên bữa giờ hồi hộp quá chờ nên em quên mất thôi. Cắt nha. Dạ cắt. Vậy người ta có cái đồ khèo, đồ móc, dụng cụ đàng hoàng. Lấy móng tay móc không có được nha. Dạ dạ. Rồi ta tận dụng tất cả những gì có thể mà. Rồi thôi được rồi. Nhanh nhất. Đẹp trai ha, cao to, phong độ, được. Được hết rồi đó em, chỉ có cái móng tay dài là nhưng mà anh hứa anh cắt rồi. Em có 25 tuổi, anh 33 tuổi, có lớn quá không? 33 tuổi thì cũng không có quá lớn, nhưng mà nhìn mặt đừng có già quá. Không, trẻ măng à, trẻ măng như là hot boy vậy đó. Dễ nhìn là được. Được. Mặt già lắm, nhìn giống chú Quyền Linh nè. Dạ, con thích chú Quyền Linh. Cảm ơn con. Dạ. Anh bên đây ảnh dễ thương, nhưng mà thường là ông lãng mạn quá đó thì không có lo không? Mà lãng mạn với mình là được rồi ạ. À? Lãng mạn người khác là không được đúng không? Dạ đúng rồi, chết á. Con dữ lắm. Rồi được rồi, anh bên đây cũng hiền lắm á. Con thấy ảnh rung. Anh rung. Cặp này xứng đôi đó. Được á. Em có đi với ai không? Dạ có, em đi với mẹ em, với người thân. Cô chào chú Quyền Linh, chào cháu Cát Tường. Dạ. Và chào quý vị khán giả trên trường quay ngày hôm nay. Hồi sáng này á là cô từ ở Đồng Nai lên đúng không cô? Đúng cô rồi. Đem lên một cái nồi tàu hũ rất là to, mới nấu, nóng lắm.
Cô mời Quyền Linh với Cát Tường với mọi người trong ekip ăn tàu hũ đúng không cô? Dạ đúng rồi. Bữa trước Quán Thảo có lên nói là mẹ ơi mấy chị trên này thích ăn tàu hũ lắm á. Mẹ nói tàu hũ á là em nấu tàu hũ em bán ở chùa Thường Chiếu á. Nấu một nồi tàu hũ để lên tặng cho chú Quyền Linh và cô Cát Tường với lại mấy anh em trong hội trường này. Dạ cảm ơn cô rất nhiều, tàu hũ rất là ngon. Nãy giờ cô nghe chàng trai có thể nói là chàng rể tương lai của mình nói chuyện thì cô cảm nhận thế nào? Con thì cũng được, tuy là lớn tuổi nhưng mà cơ mà con cũng còn non. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Thứ nhất là con phải biết sống chăm lo. Trước nhất là phải có hiếu với ba mẹ, biết chăm sóc cho vợ con sau này và biết sống hòa đồng với mọi người. Dạ, rồi con xin chào, xin tặng cho chương trình một bài thơ. Dạ, cảm ơn cô. Chào chú Quyền Linh, cô Cát Tường. Ông Tơ bà Nguyệt quá dễ thương, xe sợi chỉ hồng trên khắp nẻo, kết nối tơ duyên khắp bốn phương, đăng ký rồi sao thấy vắng vương. Bao giờ mới được gặp người thương, cùng nhau tâm sự. Xin lỗi nha. Cùng nhau bày tỏ lời tâm sự giữa chốn phòng hoa, chốn hẹn hò. Xin hết là. Dạ cảm ơn cô. Dạ, có đi với gia đình gì không? Dạ em có đi với mẹ em, với dì em và các bạn. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Tôi là mẹ của bạn trai. Tôi thấy bạn gái bên này thì cũng được xinh, so với con tôi thì cũng nói chung là cũng được. Hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu thế thôi. Mình đại diện nhà trai mình qua mình chào bên nhà gái cái đi hai bà xui tương lai đâu. Tôi chào bên gia đình bên bạn gái ạ. Tôi xin phép cho tôi được làm quen với gia đình bên đó và xin gia đình bên đó cho cơ hội để làm quen với nhau và tiến tới cái khả năng thân nhau hơn. Về sau dạ, anh cảm ơn. Rồi, cảm ơn đàn trai, đàn gái nha. Được rồi, bây giờ do hai bạn hết á. Rồi, kéo màn lên. Rồi, quay qua đi bạn. Dạ. Ngày đầu tiên có lời hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có một cuốn sách tặng anh. Cuốn sách này em rất là thích ạ. Dạ. Hy vọng anh sẽ đọc hết nó. Dạ. Anh nhận xét em sao? Ấn tượng ban đầu gặp em thì thấy em cũng em xinh xắn, hiền lành, dễ gần. Dạ. Dữ lắm ha. Dạ. Mày nói em dữ lắm ha. Anh thì thuộc về tiếp người hướng nội. Còn em có biết mình thuộc tiếp nội hướng ngoại hay hướng nội không? Nội ngoại gì em cũng được hết á. Lúc nào cần nội thì nội, lúc nào cần ngoại thì ngoại. Về tính cách của anh thì thuộc tiếp người hướng nội nên vì gia đình nhiều, ít có những tham vọng mà leo cao lắm. Dạ em cũng không cần điều đó, em chỉ cần cuộc sống bình thường, yên bình là được rồi. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ so với tuổi 33 của anh thì anh khá là trẻ. Anh thì hơi rụt rè, nhút nhát một chút. Nhưng mà em nghĩ cái đó là một tính cách tốt. Cái bản chất thật thà lương thiện của mình nó có trong người mình đó, nó mới thể hiện ra con người mình như vậy. Em quan niệm về tình yêu và hôn nhân gia đình như thế nào? Tình yêu thì em chỉ cần tin tưởng thôi. Với lại em không thích mà khi mà quen nhau mình mà mình nói dối hay là sao đó đâu anh. Quen là xác định là phải cưới chứ không có quen chơi bời. Những gì em nói giống y chang những gì anh muốn nói luôn. Dạ. Không biết tối hôm qua có tương thông không nữa. Dạ không, tối qua em ngủ sớm. Tối qua anh cũng ngủ sớm nữa. Em thấy là ảnh đỏ hết mặt lên rồi. Để móng tay dài để gãi với móc không đó em. Dạ, dạ. Em bấm hết. Dạ em không thích con trai để móng tay dài đâu, nhìn dơ lắm. Quên thôi. Dạ, không có giờ, không giờ. Sao gặp em mà lại đi quên? Không, bữa giờ là lo tại vì anh vừa đi làm luôn nên anh quên thôi. Anh làm việc là làm giờ hành chánh cho nên sau giờ hành chánh với lại cuối tuần thì anh rảnh nên ngày nào cũng hẹn cũng được chứ không cần phải một tuần một hai lần. Anh có chịu chạy từ đó về dưới Long Thành không? Anh được bạn bè anh đánh giá anh là rất siêng cho nên anh không có ngại đường xa mưa gió gì hết. Dạ. Mà em có chịu lên Sài Gòn ở với ảnh không? Em có ở làm dâu được không? Dạ em làm dâu được. Bác mà thương em thì em sẽ thương bác như mẹ em thôi. Rồi Thảo có nói gì với? Dạ con chào bác, thì làm dâu con vẫn làm được ạ. Ví dụ có em bé thì bác có thể giữ giùm con. Rồi, bây giờ hai bạn tỏ tình với nhau một câu cuối cùng. Cảm nhận thế nào? Tiến gần luôn. Gì vậy?
Anh rất muốn đến những nơi mà em đã đến. Anh rất muốn ăn những món mà em đã ăn. Rất muốn nghe những bản nhạc mà em đã nghe. Bởi vì anh muốn bù đắp những năm tháng thanh xuân của em mà anh đến trễ nên bỏ lỡ mất. Dạ. Dạ, em sẽ cùng anh thực hiện những điều đó. Dạ. Quá lãng mạn. Đó là những lời nói, những sự chia sẻ. Còn bây giờ đến lúc quyết định. Một, hai, ba. Nắm tay nào. Mình hôn nhau một cái đi hai bạn. Đi đi. Hai bạn cũng hợp lắm đấy. Xứng đôi đấy. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và viên uống sáng da Sakura La Senta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Chúc hai bạn sớm ngày báo tin vui cho chúng tôi. Dạ cảm ơn chương trình đã giúp em tìm được em Thảo. Vậy mai mốt lấy vợ về ai giữ tiền? Bản thân em là có tiền này ai giữ cũng được. Suy rồi. Nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngày cho em đổ tiền uống cà phê thì ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là được. Chắc không? Và buổi tối dù lo bạn bè thì có thể. Hết chưa? Mình đi đâu đi miễn mình quản lý túi tiền được rồi đúng không? Cho 20% được rồi ha. Dạ. Đừng có năn nỉ xin thêm. Em phải nói thêm 5% nữa chị. À, miễn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào Linh. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào anh bạn cùng chơi và chào các khán giả của truyền hình. Rồi, chào em tên là Thanh Trà, em 28 tuổi, em làm kế toán, em đến từ Đồng Tháp. Rồi, mời bạn nam. Dạ, chào anh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả, chào bạn cùng chơi. Mình tên Trương Quang Trung, đến từ Đồng Nai và hiện sống và làm việc tại Tân Phú. Bạn làm việc gì? Dạ, em là trưởng phòng thiết kế ạ. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 33. Rồi, bạn nữ giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là dễ thương, dịu dàng và dữ dội. Hả? Dễ thương, dịu dàng thì chị thấy đồng ý rồi đó. Còn dữ dội là dữ dội sao em? Dữ dội nó cũng xuất phát từ trước đây em có một mối tình thời phổ thông. Từ quen được 5 năm rồi, tụi em chia tay cũng được 6 năm. Lý do chia tay là bạn em có bạn mới á. Thì lúc đó là sẽ... cái dữ dội nó nằm trong đó. Dạ đó là dữ dội luôn. Dạ rồi, vậy thì bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao 1m65 trở lên nhưng mà đừng có cao vời vợi là được. Bạn trai là phải chân thật và phải có lập trường, phải có kiên định và phải có hoài bão. Cũng không cần quá đẹp trai lắm, 66 giống như anh Việt Linh là cũng được. Dạ. Em ơi, em cao được 1m mấy em? Dạ 63 chị ơi. 63 được không em? Dạ. Bớt 2 phần nha. Dạ được. Bây giờ em nghe bạn gái kia thông báo về tiêu chuẩn, em thấy mình được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em thấy mình cũng được khoảng 75% á. 75% hả? Dạ. Em xấu được cỡ anh Quyền Linh không? Dạ không ạ. Em đẹp hơn. Đẹp hơn hả? Ồ. Em đẹp hơn anh được mấy mối tình rồi? Nếu mà xem về tình cảm thì em chưa có mối tình chính thức nào hết anh. Chỉ có hai mối tình đơn phương với lại hai mối tình không chính thức thôi. Không chính thức là sao? Tức là hai người vẫn quen nhau nhưng mà không có xác định á chị ơi. Lý do tại sao không đi đến đâu được? Em là mẫu người ham mê công việc á, cũng không có nhiều thời gian để mà hẹn hò với bạn gái. Ủa rồi giờ có thời gian để hẹn hò bạn gái chưa em? Dạ thật ra là bạn gái đó yêu cầu cao quá đó chị. Là một tuần em phải gặp phải 4-5 lần. Người ta yêu mình, người ta mới yêu cầu. Bây giờ em định tuần gặp mấy lần? Dạ em thì tuần là khoảng 3 lần, nếu mà em rảnh thì có thể hơn xíu nữa được. Chứ còn gặp nhiều quá thì nó ảnh hưởng tới công việc của em. Thôi cố gắng làm sao sắp xếp cho nó tốt. Bởi vì phụ nữ mình ta yêu mình đã muốn yêu cầu gặp vậy nhiều vậy ha. Bây giờ bên kia đã đưa ra tiêu chuẩn rồi, em cũng tiếp tục đưa tiêu chuẩn đi. Bạn gái có thể cao 1m55 trở lên là được. Thì dễ thương, dễ nhìn là ok rồi. Anh nãy em nghe bạn bên đó nói là nghề kế toán thì em cũng rất là thích. Ủa sao thích kế toán? Tính chất của em là công việc cũng thiên về kinh doanh xíu á chị. Chú tính toán đỡ chứ về tính chi li mệt lắm em ơi. Vậy mai mốt lấy vợ về ai giữ tiền? Bản thân em là có tiền này ai giữ cũng được. Suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngày cho em đổ tiền uống cà phê thì ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là được. Chắc không? Và buổi tối dù lo bạn bè thì có thể.
Hết chưa? Bạn bè mà tới thì em cho anh xin ít tiền anh đi nhậu với bạn cũng được. Trời ơi, thương quá. Em thích điều này rồi đó anh. Cảm ơn. Chích cho anh 20% nha em. Dạ. Rồi bây giờ em thể hiện tài năng của em, mình thấy nãy giờ em cầm cái gì đó. Em có lên chương trình, em cũng tặng anh Quyền Linh với tư pháp. Gì á? Dạ, gì tặng anh bên kia không tặng tôi á? Dạ em ngưỡng mộ chị Cát Tường rất là nhiều nhưng mà em lại thích anh Quyền Linh hơn ạ. Hỏi chi mà hồi nãy tôi mới bớt cho 2 phân chiều cao nha. Còn gặp nhau thì hãy cứ say, say tình say nghĩa bấy lâu nay, say thơ say nhạc say bè bạn, quên cả không gian lẫn tháng ngày. Rất tốt. Anh sẽ qua bên kia để xem mặt bạn gái như thế nào nha. Dạ, anh qua thông báo cho em. Dạ. Để coi sao ha. Dạ. Dạ em chào anh Quyền Linh. Dễ thương quá. Dạ. Dễ thương lắm. Tôi không có gã đâu, đừng có mơ. Em có yêu cầu gì không? Em thích gì với người bạn tương lai của mình? Cuộc sống vợ chồng thì cũng cần có nhiều điều chia sẻ. Chứ anh đừng có nội tâm cái gì cũng để trong lòng. Cũng phải cân đo giữa công việc và gia đình. Cái này khuyết điểm của anh bên kia, hồi nãy anh có nói rồi. Dạ. Thấy được á. Dạ. Chị Cát Tường, chị qua chị kiểm tra giúp em. Chị qua kiểm tra giúp em hả? Bây giờ là ảnh đi làm việc nhiều, không có nhiều thời gian dành cho em. Bây giờ em có ghen lắm không? Dạ không ghen. Miễn tiền về đủ hàng tháng là được hả chị? Mình đi đâu đi miễn mình quản lý túi tiền được rồi đúng không? Cho 20% được rồi ha. Dạ. Đừng có năn nỉ xin thêm. Mà nết thêm 5% nữa chị. Đó, miễn. Anh cho chị. Mét số 3 mình đặt. Thôi em nhìn chị em dễ thương. Quan trọng với tâm hồn, chiều cao đâu có quan trọng đâu em. Rồi lấy nhau về ở đâu? Dạ chắc là ở trọ, em chưa có nhà. Cũng được. Về ngoại hình á, mình có mong muốn người bạn gái mình như thế nào không? Trời cho làm sao thì chịu vậy. Trời nào mà cho em. Trời ơi. Dạ. Mình phải cố gắng chứ. Dạ chắc là nhờ chị. Không, chị không có nhận lời nha. Bây giờ là đỡ người thân nè, em nghe người thân em nói này nha. Mà được. Dạ có 500 anh em dưới. Trời, 500 anh em đâu? Bây giờ mình đại diện phát biểu cái tôi coi coi. Em chào chị Quỳnh. Chị Quỳnh Linh. Chị chào em. Em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Trong quá trình em theo dõi thì em thấy bạn nữ rất là dễ thương. Tiêu chuẩn thì em thấy cũng tương đối là phù hợp với anh Trung. Anh Trung là một người là do từ nhỏ anh nó thiếu tình cảm của gia đình đó, nên là anh nó cần một người sống tình cảm, biết quan tâm và chia sẻ. Tính anh Trung thì rất là thật thà, siêng năng và sống tự lập, có hoài bão, cũng gần giống như cái tiêu chuẩn của bạn. Hy vọng là hai người cho nhau cơ hội để tìm hiểu sau này thêm. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em cũng đến với 501 anh em của em. Ở bên kia. Đâu rồi, nhà gái mình đâu? Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Cái điều ấn tượng đầu tiên của Thủy dành cho bạn nam trên này là bạn cầm cái thư pháp để tặng cho anh Quyền Linh. Thủy nghĩ rằng nếu như Thanh Trà nhìn thấy thì Thanh Trà cũng sẽ rất ấn tượng bạn ở điểm này. Thanh Trà đã có 3 người em gái và nếu như hai bạn tìm hiểu nhau thì bạn có thể là nói: "Ôi Trà ơi, bây giờ anh muốn tiến tới hôn nhân trong vòng 1 năm. Nhưng mà Thanh Trà nó không được, bây giờ em phải nuôi 3 người em của em tới 3 năm nữa. Vậy thì bây giờ bạn có đồng ý chờ Thanh Trà thêm 3 năm nữa và cùng Thanh Trà làm việc của Thanh Trà đã làm dở hay không?" Em xin trả lời chị là nếu mà trong tình cảm đã xác định đến với nhau á thì thời gian nó không quan trọng nữa. Nhưng mà em đã quen một người thì em chỉ hết mình về người đó thôi. Miễn sao hai người vẫn sống vui vẻ với nhau và chân tình với nhau là được. Nhiều về khỏe rồi đó. Bây giờ là tự thân vận động đấy. Em mang lên. Khoan anh. Hả? Em lên đây là bức thư pháp cũng muốn tặng cho bạn nữ nhưng mà em chưa viết câu cuối thì cho em xin viết một chữ. Rồi em viết luôn ha. Dạ, cho tôi coi với coi. Dạ kìa. Hay là chút viết cho bạn gái coi luôn. Dạ gì cũng được. Chút có thể hiện cho bạn gái viết thư pháp nó phải có thế rồi. Là tôi qua đây vô duyên nữa đó. Về mời về bà mai bà mối qua hoài chỗ đàn ông trai qua hoài. Rồi kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút gặp gỡ nhau nha. Nào. Giáng hồi viết quá dễ thương luôn. Em quá dễ thương và nhìn rất là phúc hậu. Dạ, ngoài có tình cảm là... Còn mỗi người sống tình cảm. Anh cảm nhận được điều đó. Dạ. Tại vì bản thân anh cũng là một người sống tình cảm. Cái nhìn đầu tiên của anh thì anh cảm giác là anh với em có một cái gì đó nó giống nhau.
Em có suy nghĩ gì về anh không? Em cũng có cái sự đồng cảm với anh. Lúc nãy em có nghe anh nói là anh rất là bận. Em có một việc gì đó mà phải nhờ anh sáng khi mà mình quen nhau. Anh chở em đi làm, chiều anh chở em về. Anh nói xuyên suốt như vậy thì anh có sắp xếp được không? Thật ra là nếu mà quý một tuần mà chở em đi như vậy thì công việc nó cũng ảnh hưởng á em. Bữa anh chở rồi bữa đó, nào đó em đi đắp vai. Sau giờ làm anh cũng rất là muốn là chạy qua đón em đi ăn tối hoặc là đi uống cà phê. Dạ, em nói vậy thôi chứ em không có đàn anh đâu. Anh này có vẻ rất thật tình nha. Cái gặp tôi nó chở nó lại có đi, còn cái chuyện chở được cái không tính sao. Thật tình chính là quá thật tình đấy. Hồi nãy anh có nói là viết một chữ thư pháp cuối cùng để anh tặng em. Nhờ anh Quyền Linh cho em mượn cái lưng của anh được không ạ? Tấm lưng như tấm phản chỉ để dành viết thư pháp thôi. Hy sinh gì đàn em đi, có gì đâu, viết đi em. Dạ. Nên nãy giờ chỉ để mượn cái lưng thôi đó anh ạ. Đây tôi dịnh cho. Nói chứ phải giúp nhà trai chứ, mai mốt còn có ăn đầu heo chứ. Wow, xuất sắc. Chữ gì vậy em? Chữ này là chữ mộng. Có những lúc bên nhau chẳng trở thành thương nhớ. Đôi khi một lần gặp gỡ cũng làm lưu luyến ở trong tim. Mộng. Hãy bước tới tặng cô ấy. Tặng. Dạ em cảm ơn. Bây giờ anh muốn em nói bằng trái tim của mình đang suy nghĩ gì về cô gái ấy. Anh nhìn em là đã có cảm tình đầu tiên rồi. Nhưng mà hôm nay em mà không bấm nút thì anh rất là tiếc và rất là buồn. Rồi thôi, được rồi, thế được rồi. Rồi. Đôi khi đừng có tháo cái nút của ta ra nha. Chúng ta có 3 giây để quyết định. Quyền quyết định thuộc về các bạn. Đây là những giờ phút hết sức thiêng liêng. Và các bạn sẽ nhớ mãi giây phút này. Mời Cát Tường. 1 2 3. Hết thời gian. Cảm ơn anh. Quý vị nếu đứng phía sau thì phải thấy chàng trai cái tay cứ béo cứ bấm hoài. Sợ nó không ăn. Sợ nó không ăn. Nắm tay để cảm nhận buổi đầu tiên gặp mặt. Nắm tay đi. Thật ra anh Linh nói á, anh Linh nói là bạn trai này á là giống như là thô sơ, nhưng mà thật sự là cảm nhận của một người phụ nữ á, thì em cảm thấy là bạn này rất là ấm áp và rất là tình cảm chứ không thô sơ miếng nào hết trơn. Dạ. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên đi. Dạ. Chưa yêu lần nào, chưa yêu lần nào. Mời bạn, thủ tục của chương trình. Thấy sao? Dạ, hồi hộp ạ. Hồi hộp hả? Dạ. Đây là chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúc các bạn sẽ có những buổi xem phim thật lãng mạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Và đây gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Centon. Rồi. Và đây máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic trị giá 7 triệu đồng. Cảm ơn. Ôm quà nhớ nắm tay bạn gái. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Cát Tường và anh Quyền Linh xin báo một tin vui nữa. Đó chính là đã diễn ra một đám cưới thật là long trọng giữa cặp đôi cô giáo dạy tiếng Anh và một anh chàng tranh thủ vừa học tiếng Anh vừa hẹn hò, Năng Hậu và Anh Thư. Như vậy là rất nhiều cặp đôi đã tiến đến hôn nhân khi họ đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Mình sẽ giới thiệu sơ sơ để đối phương cảm nhận được ha. Em tên là gì? Em tên là Vi Thị Nhỏ Duyên ạ. Vi Thị Nhỏ Duyên. Nhỏ Duyên. Vâng. Wow, tên đặc biệt quá. Duyên này rất nhỏ nha quý vị. Rồi, em bao nhiêu tuổi mình? Em 23 tuổi ạ. Quê em ở Lạng Sơn, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Công việc của em là trợ lý của diễn viên ạ. Bạn trợ lý của diễn viên nào? Chị Nhã Phương ạ. Chị Nhã Phương. Dạ. Mà xinh như vậy cũng nhiều người ngắm nghía. Vậy lý do tại sao bạn đến với chương trình này? Em muốn cho mình một cơ hội mà hỏi chị Phương. Chị Phương kêu là chị khuyến khích đi, chị muốn em đi chương trình này để có người yêu. Dạ, mấy chị em trong nhà làm hồ sơ cho em gửi đi chương trình ạ. Rồi, mời bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Anh Tú, năm nay 26 tuổi. Hiện tại đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty luật. Em học luật ra hả? Em không. Ủa?
Không có luật ra sao làm trợ lý giám đốc về luật? Không, tức là em cứ đi theo tổng giám đốc sai gì làm đấy. Thôi mình nói chút xíu về đường tình duyên của mình. Sao lận đận có mặt ở đây bạn nhỏ duyên? Dạ, tại vì là em chưa thấy ai thích hợp với em. Nên là bây giờ ấy... Chưa có mối tình nào hả? Chưa ạ. Chưa luôn. Vâng. Và những điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, chăm chỉ, nấu ăn cũng được. À, nấu ăn món gì ngon nhất? Món gà... Gà luộc. Món nó ngon đấy. Gà luộc cũng khó luộc, nghe anh lên. Gà kho nghệ ạ. Gà kho nghệ. Vâng. Dạ, ngon, nó cũng ngon rồi ha. Rồi, còn những cái điểm yếu của mình? Hay cằn nhằn, tự kỷ. Tự kỷ là sao em? Hay nghĩ, suy nghĩ linh tinh ạ. Đi làm một mình rồi cứ ăn cơm. Cái đó đâu phải gọi tự kỷ. Tự kỷ là mình làm cái chuyện gì nó hơi bất bình thường chút xíu. Mà một không. Mình làm hoài mới tự kỷ. Ví dụ như ngồi nói chuyện mình hay là ngồi là gì đó, cái gì đó. Ngồi nói chuyện mình là mệt rồi đó chứ không phải tự kỷ đâu. Cái này không biết sao rồi nhá. Em nghĩ em là người lãng mạn. Hay là cái này được á. Nói chung là mình nghĩ ra được nhiều cái khung cảnh, nhiều cái tình huống này. Rồi bây giờ bạn thử nghĩ một cảnh đầu tiên. Nếu như bạn gái bên kia đồng ý hẹn hò bạn lần đầu tiên, thì mình tạo ra không khí, không gian như thế nào là lãng mạn? Xem thử là bạn lãng mạn cỡ nào. Giờ chắc là em chỉ nghĩ ra. Vậy mà nói ưu điểm là lãng mạn, người ta phải nghĩ ra liền. Lần đầu hẹn hò, mình hẹn bữa nào trưa thiệt nắng chang chang, lúc 12 giờ trưa đó, ở giữa đường quốc lộ vậy, thí dụ vậy. Bây giờ mình sẽ tìm một người bạn gái như thế nào? Cả về bên ngoại, tức là ngoại hình và nội thất. Nội thất là sao bạn? Không, không phải nội thất mà là nội tâm ấy ạ. Tâm là nội tâm. Bàn ghế, nội thất rồi. Hai cái nó không liên quan rồi. Gì giờ ngoại hình sao nè? Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Cơ bản ngoại hình thì em muốn là bạn ý thức việc làm đẹp. Nói chung là mình cũng biết trang điểm một chút xíu ra ngoài đường là mình thích. Ví dụ như bây giờ bạn nữ mình đi sửa sắc đẹp, ví dụ như đi tăng trưởng vòng 1 hay là cắt mắt, sửa nâng mũi, gọt cằm gì đó, bạn cho không? Em nghĩ về cái đó thì có thể là cả hai cùng đi. Ủa, bạn cũng muốn nâng vòng 1 luôn hay sao? Không, cái vòng 1 thì có thể là em tự khắc phục được, nhưng có vài cái về khuyết điểm ở trên khuôn mặt em cũng muốn sửa chẳng hạn. À, coi như là đồng ý với sự chỉnh sửa đúng không? Miễn là đẹp là được đúng không? Quan trọng bạn ý không sợ đau. Rồi, thoải mái quá. Mình muốn chọn cái mẫu người như thế nào? Dễ thương như anh Quyền Linh ạ. Vâng, rồi là sạch sẽ, rồi là biết quan tâm chăm sóc. Ủa, bộ đàn ông ở dơ lắm, sao lại còn sạch sẽ? Cái điều gì mình không thích ở người bạn trai? Không chơi bời nhiều ạ. Chơi bời là sao? Chơi bời đi là... chơi là quên hết cả người yêu. À. Vâng. Có chơi bời nhiều không? Cũng chơi nhưng không bời. Đúng rồi. Bạn trai nãy bạn chưa nói rõ là ngoại hình bạn cần như thế nào, nên qua xem có được hay không? Cụ thể đi chứ gì ngoại hình, nội thất gì mà nghe nó không cụ thể. Thì cái nhất giá nhì ra thì ba khuôn mặt thôi ạ. Còn 1m63, 1m65. 63, 1m65. Rồi, còn gì nữa? Nhiều đó rồi hả? Nhiều đó quá trời, nhất dáng người già. Thứ ba nhưng mà cao 1m63, 1m65. Bạn không thích gì ở người phụ nữ? Đấy là người phụ nữ không tâm lý, không có sự thông cảm ý. Tức là mình nói rất là nhiều nhưng không đúng thời điểm, khiến cho người bạn trai hoặc người chồng của mình rất là áp lực. Vậy là cằn nhằn đó đúng không? Vâng, kiểu như thế. Rồi kiểu vậy để tôi qua xem mặt bên kia coi thế nào. Đây cằn nhằn đúng rồi, nhất dáng gì da. Thưa anh, ồ chào em, rất là xinh đẹp. Nhất dáng gì da, dáng cũng được. Ừ, da cũng đẹp, gương mặt cũng xinh. Cao nhiêu kìa em? Trợ lý Nhã Phương mà. Dạ. Không? Còn anh là trợ lý Trường Giang này. Được không? Được ạ. Văn miếng quá dính luôn. Hả? Dạ. Rồi, bây giờ 1m63 trở lên. Sao mấy? Em 59. Rồi sao? Em ơi, trai ơi, đây có 59 rồi sao? Ok, khắc phục được bằng giày cao gót mà anh. À, có dài thêm ha. Em thích một cái chàng trai giống nghệ sĩ nào không? Nói cụ thể cho dễ hiểu. Em thích vợ chồng của Hioli ạ. Ly chén muỗng gì mình. Bên kia giống Ly không? Để hồi bên kia em hỏi coi giống anh không nha. Dạ. Rồi, vậy được. Bên đây đàn trai rất là hiền, dễ thương, nhẹ nhàng, quyến rũ nữa. Bển có đẹp không mà sao yêu cầu cao quá vậy? Bên đây quyến rũ lắm à. Qua xem đi biết. Sao, em muốn sao? Em chỉ cần tốt lên. Ôi, đây nè, anh bên này anh đòi hỏi quá cao luôn nè. Chào chị. Xí, ủa bạn cái này tóc giả hay tóc thiệt vậy? Tự nhiên thấy cái máy nó che như này, mình thường thường hay mấy anh giờ thiếu tóc phía trước cái hay gắn nguyên cái máy vô á, mình tưởng đâu gắn cái máy
vô. Bà già này còn trẻ. Thì mình phải hỏi chứ. Em để thế để chị vuốt tóc em. Thôi bây giờ nè, bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Thực ra thì em kỳ vọng là năm sau. Có sớm quá không? Tự nhiên em bị khao khát điều đó. Em khao khát. Có khao khát, có đam mê là được. Em cứ nghĩ là bạn ấy cứ trải nghiệm em đi. Trời ơi, trải nghiệm gì trời? Trải nghiệm luôn gớm đi. Trải nghiệm em là trải nghiệm sao? Thì mình cứ thử đi, thử ăn uống, nói chuyện, là nếu mà cảm thấy hợp nhau thì mình... Chứ em cũng đâu bắt bạn ấy phải là của em luôn đâu. Dùng từ cũng hay quá ha, trải nghiệm thử em trải đi nghiệm. Được á. Có ai thử trải nghiệm thôi không ta? À, được rồi. Em có tật xấu gì không em trai? Hay quên. Hay quên, rồi gì nữa? Tức là em đang quên hết cả tật xấu của em rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ hỏi ý người thân nữa coi sao nha. Hôm nay em có đi với ai không? Hôm nay em đi với cả em gái của chị nhà Phương, em dâu nữa, và em trai chị Phương nữa. Em gái, em dâu, em trai đâu? Em gái của nhà Phương, em dâu, em trai đâu? Dạ. Thôi chào các bạn. Đừng có nói đi chung với bạn trai nhà Phương nữa nha. Nhìn có không nha? Dạ, em chào chị. Em tên gì? Dạ, em là Phương Anh. Phương Anh là em của nhà Phương á hả? Dạ. À, hèn chi là cũng có nét giống, đúng không? Dạ. Em nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào? Cũng rất là dễ thương. Mong bạn nam thể cho Duyên cảm thấy là hạnh phúc, vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với người anh của em là anh Đồng Hương ạ. Đồng Hương rồi, chào anh. Dạ. Đồng Hương. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Và các bạn khán giả. Tú ơi, em là người rất là may mắn ngày hôm nay đó. Đó. Tại chưa? Sao vậy anh? Rất là xinh, tên là nhỏ Duyên mà Duyên không hề nhỏ. Thấy chưa? Nôn nao chưa? Hay cho trẻ các bạn trẻ gặp nhau nha. Kéo mà. Kéo mà. Đấy. Chào em. Thì hôm nay là nhân chương trình bạn mua hẹn hò thì anh muốn tặng em một món quà quê hương anh. Anh quê ở làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội ấy. Là làng gốm. Thì cũng qua chương trình thì giới thiệu sản phẩm luôn. Đây là sản phẩm bơm chén của quê hương em. Hôm nay đi làm, đi tìm người yêu hay đi quảng cáo? Thì hôm nay thì... Nhìn thẳng mặt bạn gái kìa. Em xin đọc một đoạn rap được không ạ? Dù ông già Noel công an cho anh xe hơi, hay ông già Noel công an cho anh máy bay trên trời, thì đó đâu phải là hạnh phúc đâu người ơi. Anh chỉ cần em mà thôi. Anh nói gì vậy? Em dịch cho anh nghe coi. Anh không hiểu tiếng Anh. Em hát sao mà hát tiếng Việt mà anh Linh nghe ra tiếng Anh luôn kìa. Dạ. Anh tưởng luôn hát tiếng Anh. Anh chỉ cần già Noel mang em đến cho anh là được rồi. Đại khái nội dung vậy đúng không? Dạ. Còn em cần gì? Ô tô, xe hơi, máy bay hay là... Anh ấy? Em chỉ cần anh ấy yêu em. Quan tâm đến mọi người xung quanh ạ. Dạ. Mở món quà để xem có cái gì ý nghĩa coi. Vì cơ quê ảnh của em. Trời đẹp quá ha. Rồi hai người ngồi đứng hoài. Bây giờ cảm nhận bạn gái thế nào? Em thì em cảm nhận từ cái bên trong chứ. Quan trọng cái bên trong không vậy ta? Không phải cảm nhận bên trong trước, mà thực sự thì em nghe về công việc của bạn ý, em lại thích công việc của bạn ý. Em cũng làm trợ lý, thì không phải là trợ lý bên nghệ thuật, thì em cũng hiểu đặc điểm công việc. Thì em nghĩ là cái vấn đề đó em phải thông cảm được. Em thấy bạn ý cũng rất là dễ thương ạ, muốn hẹn hò với bạn ý. Bạn gái cảm giác bạn trai, cảm nhận gì bạn trai thế nào? Dạ, em thấy bạn ấy cũng có nhiều điểm giống em, hay ngại và hay quên, nhưng mà em thấy dễ thương. Một tuần liệu mình có thể gặp nhau mấy lần nhé? Nếu mà thời gian rảnh thì lúc nào cũng được ạ. Thì anh muốn kết hôn vào mùa lạnh năm sau tại Hà Nội. Bạn tìm hiểu rồi. Bạn có thích kết hôn vào mùa lạnh không? Hay là thích kết hôn vào mùa nắng? Mùa nắng ạ. Mùa nắng thấy chưa? Chết quốc à. Bên đây thích mùa lạnh, thích mùa nắng. Em cho anh một cơ hội tìm hiểu nhé. Nói một cái gì tận đáy lòng của mình nãy giờ. Phải sao người ta mới cho chứ, tự nhiên đâu vô sinh khơi khơi. Anh rất muốn hẹn hò với em. Nói chung là em hơi bị run. Lần đầu làm chuyện đấy. Nãy giờ thấy em xinh quá, nụ cười của em quyến rũ quá. Mình phải cảm nhận từ trái tim của mình chứ gì, cứ gặp em với anh với em hẹn hò nha. Đấy bây giờ nói đi, nói tự đấy lòng của mình suy nghĩ cái gì về cô gái nãy giờ. Anh thấy em rất là dễ thương. Anh thích nói chung là cả về bên ngoài lẫn cả gọi là cả bên nội cả bên ngoại anh đều thích á. Dạ. Thế nên là anh muốn là mong là em cho anh cơ hội có thể là mình hẹn hò nhau rồi nghĩ đến xa hơn. Đó, ít nhất là phải vậy. Cặp này đi hẹn hò chắc phải cho tôi với Tường đứng kế bên mới được. Rồi, đặt tay vào rồi. Bấm đi em. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút có nghĩa là trao nhau một cái duyên.
và chấp nhận nhau để tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Bắt đầu. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao vội vàng vậy em? Kêu nói thì không nói mà bấm nhanh vậy, người ta chưa có gì hết trơn à. Nắm tay nhau. Nào thì nắm tay nhau. Đã đồng ý là chúng ta đã trao nhau cái duyên rồi, hãy hôn bạn gái nhân ngày gặp mặt đi bạn. Nào. Làm gì hôn cho mày? Môi mình có mùi mỹ phẩm thơm thơm. Mùi mỹ phẩm thơm thơm, trời ơi. Nên nó hùng mỹ phẩm không anh? Chán hồng này trời cũng chết. Ơi, những chiếc vé xem phim của cụm rạp và Cinebox 212 Lý Chiến Thắng giúp các bạn sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nào hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim. Dìu bạn gái xuống cầu thang. Mọi người nhận xét anh là hơi khó tính, nhưng mà anh thấy anh là xấu tính. Tại vì anh đôi khi anh dễ nổi nóng nhưng mà anh lại nhanh, rất là nhanh quên. Xinh đẹp trước là được rồi. Từ xinh đẹp nó hơi rộng ha. Cỡ Ngọc Trinh không anh? Không em, anh không yêu cầu cao vậy đâu. Có gì đâu, rất là nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rất đơn giản. Đây tôi Cát Tường đây. Đấy, hai anh em cũng thể ôm nhau. Quá bình thường. Quá thường. Hả Màng. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi. Rồi, xin chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường, cùng chào quý vị khán giả trường quay. Tên em là Hoan, em đến từ Nghệ An. Nghề nghiệp của em là kỹ sư công nghệ thông tin. Hiện tại em đang công tác làm việc tại Đồng Nai. Bao nhiêu tuổi Hoan? Em năm nay 31 tuổi chị ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn bên đó. Em tên là Diễm Hương. Em năm nay 29 tuổi, hiện là nhân viên mua hàng. Mình làm việc ở đâu? Em làm việc ở Đồng Nai luôn chị. Quê mình ở đâu? Dạ, Xuân Lộc, Đồng Nai. Rồi coi như gần nhau đấy. Rồi. Mình giới thiệu một chút xíu về mình đi. Nè, điểm mạnh, điểm yếu của bạn. Về tính cách thì là em là người có cá tính, vui vẻ và cảm tính. Còn về sở trường thì đam mê kinh doanh và làm đẹp. Tóm gọn hai cái đó lại là mê tiền. Mê tiền. Thì ai cũng mê hết trơn em. Dạ. Nhược điểm của em thì là vì đôi khi em thẳng tính quá. Và hơi đôi khi nhiều khi cũng nóng tính, thành ra là khó tính. Cũng là một nguyên nhân mà tới giờ vẫn chưa có tìm được người phù hợp. Nhưng mà mình trải qua được mối tình nào chưa? Em cũng có trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhất cũng được 5 năm. Và mối tình thứ hai thì cũng được gần 2 năm. Rồi bạn trai nghe những chia sẻ bạn gái thì mình thấy như thế nào? Cái suy nghĩ của em là giống anh rồi á. Mọi người nhận xét anh là hơi khó tính, nhưng mà anh thấy anh là xấu tính. Tại vì anh đôi khi anh dễ nổi nóng nhưng mà anh lại nhanh, rất là nhanh quên. Nhưng mà hai người nóng tính hết trơn vậy thì nếu mà nóng tính ai nhường ai? Thì cái đó trong cuộc sống mình biết nhường nhìn nhau chứ anh. Bạn bên kia có hai mối tình rất là dài, còn bạn có mấy mối tình? Ngày xưa đi học cấp 3 thì yêu nhiều lắm nhưng mà toàn yêu đơn phương. Rồi. Nhưng mà mối tình thực sự thì cách đây khoảng một năm em khoảng yêu khoảng nửa năm rồi sau đó hai người không hợp nhau chia tay. Bạn trai mình đặt ra tiêu chí tìm bạn gái như thế nào? Với em thì em thích người phụ nữ thông minh, cá tính một chút. Ngoại hình thế nào? Ngoại hình thì xinh đẹp chút là được rồi. Từ xinh đẹp nó hơi rộng ha. Cỡ Ngọc Trinh không anh? Không em, anh không yêu cầu cao vậy đâu. Bạn gái mình có đặt ra tiêu chuẩn như thế nào không? Về ngoại hình thì chỉ cao 1m65 trở lên là được. Nhìn về bên ngoài thì có hơi mạnh mẽ. Về tính cách thì là em thích người hiền thôi, vui tính, nói ít thôi, có lập trường, có chính kiến của mình. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai gia trưởng, bê bối, không thích hút thuốc. Bạn trai có hút thuốc không em? Em không có hút thuốc chị ạ. Bên đây không có nói nhiều rồi đó. Có gia trưởng không? Không ạ. Rồi bạn trai không thích gì ở bạn gái? Em chỉ không thích phụ nữ hay cằn nhằn, nói nhiều nữa, lộn thộm. Lượm thượm. Vâng. Bên đây không thích, bên kia bê bối, bên kia không thích, bên đây lượm thượm. Hai người này chắc kỹ tính lắm ạ. Bây giờ bà mối qua coi không, hồi nãy hôm trước khi qua coi nãy em còn tính nói thêm cái gì nữa đó, không thích cái gì nữa nói đi. Không có, bà không đầu hói. Cái gì sao tự nhiên ở dưới khán giả hả? Cái gì chuyện gì đâu rồi, cái màn tôi nghe tôi quýnh mất tiêu cái màn rồi. Ôi chào chị Cát Tường xin không đẹp. Biết vậy là sao? Ví dụ không thích đầu hói đó thì giờ làm sao ai biết.
Coi coi. Anh không biết là sao em biết? Em hỏi à chị. Hả? Em hỏi à. 30 là lớn rồi, mình có chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Em 31 rồi á. 31 rồi là phải có cái gì chắc chắn chứ. Thì bây giờ nghề nghiệp của em là như vậy rồi thì em xác định là định cư ở trong này khoảng một năm, nửa năm thì nó thì mình có thể cưới được. Vậy đi. Dạ em chào anh. Chào cô gái thân mến. Dạo này ông Mai bà mối khó tính lắm nha. Cái vụ gì mà người ta hói đầu không thích? Vụ này tôi căng lắm. Bây giờ yêu thương nhau hết lòng, ta chăm sóc, ta đủ thứ hết trơn. Rồi tự nhiên ta hói đầu không thích người ta. Hói ít thôi anh. Hói nhiều rồi sao? Hói nhiều em không chịu đâu. Kỳ lạ đó. Phụ nữ không thích hói đầu. Ủa mà anh mới nói bị hói hả anh? Ai biết. Bây giờ theo em thôi. Sao gọi là hói? Giống như anh Nguyễn Linh vậy là hói hay không? Ừ, anh có hói không? Dạ không, anh là chán cao. Vậy được rồi. Được, vậy cũng được. Không đến nổi. Cũng giống giống như anh vậy. Hôm nay bạn gái có đi với người thân không? Dạ có, em đi với lại em gái với lại bạn đồng nghiệp. Em ruột hả? Dạ em họ. Rồi. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyên Linh ạ. Rồi chào em. Em là Hà, em gái của chị Hương ạ. Hà nhận xét anh trai bên kia sao ạ? Ảnh tráng khá cao, khá thông minh đó Hương ạ. Còn về tính cách thì có vẻ anh chị phải nói chuyện với nhau khá nhiều thì sẽ hiểu rõ nhau hơn. Còn với những gì nãy giờ em nghe thì cái cảm nhận của em thì cũng có hợp được một chút chút với chị em, nhưng mà không quá nhiều. Em sẽ hết rồi. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai, bạn đi với ai? Em đi với dượng của em và chị đồng nghiệp và các em. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Thì nói chung nhìn qua thì thấy hai cháu là cũng thấy thiên thời địa lợi. Vì nói chung đang ở Đồng Nai với nhau cho nên là cơ hội mà mình gặp nhau thì nó dễ hơn. Còn cái vấn đề sau đó thì tự hai cháu tìm hiểu. Nếu mà tình hình mà thấy phải duyên phải số thì nó vô lấy nhau. Còn cái vấn đề mà những cái ưu điểm hay nhược điểm thì nói chung là ai cũng có. Nhưng mà trong vấn đề về mình mà tìm hiểu rồi mình chung sống với nhau thì mình thông cảm chia sẻ thì nó bền vững hơn. Mong hai cháu làm sao mà bấm cái đùng cái là cho nó hội đường nó vui vẻ vậy thôi. Cảm ơn Dượng. Kéo màn. Rồi chúng ta có cơ hội 2 phút để trò chuyện với nhau bạn. Dạ, chào em. Cảm ơn anh. Em thấy ai sao? Bất ngờ à? Dạ. Quan trọng nhất cái vụ tráng cao đi. Nhìn anh có duyên ạ. Hiện tại là anh đang công tác ở Đồng Nai, nhưng mà ở Đồng Nai là ở đâu anh hả? Anh ở khu công tác ở khu nghiệp Tam Phước á. Anh làm công tác ở đó được bao lâu rồi anh? Anh làm được 5 năm rồi. Lâu, khá lâu. Hiện tại thì là em ở quận 9. Còn em đang làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Quê ở Xuân Lộc. Dạ. Thì nếu như mà mình hẹn hò thì như thế nào? Thì mình mà hẹn hò thì tình yêu thì như thế nào thì... Ý là hiện tại là em đang ở quận 9. Anh ở Tam Phước thì thực ra Tam Phước với quận 9 nó cũng khá xa đó. Thì mình có tay có chân mà mình có xe có cộ mình phải đi được cho em. Mà một tuần mình đi mình gặp nhau được mấy hôm? Thì nhưng mà em giờ làm việc của em là như thế nào? Hiện tại là thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Anh thì nghỉ chủ nhật, còn làm từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Nếu mà em muốn hẹn hò thời gian nào trong chủ nhật hoặc tối thứ bảy thì anh cũng đi được. Nói chung là anh sắp xếp được. Đúng rồi. Tất cả buổi tối em muốn lúc nào anh đi lúc đó. Thôi giờ mình nói một câu chốt lại đi. Mình nói về cảm nhận của mình. Cảm nhận thôi. Thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em là người cũng xinh xắn, cao. Anh thích phụ nữ cao đâu. Nghe em nói là em cũng rất là cá tính và người cầu tiến, tâm trí chịu khó. Anh muốn nói với em là nếu như mình có hẹn hò với nhau thì sẽ có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thật ra lần đầu gặp anh á thì em nhìn qua anh nói chuyện chia sẻ thì em cũng thấy là anh cũng là người cũng sâu sắc. Chắc cũng khó tính giống như em. Mà hy vọng là sẽ một bên khó tính một chút thôi để cho nó dịu bớt lại, chứ nếu mà ai cũng khó tính nhiều quá thì là đâm ra là sẽ giống như nước với lửa. Cái đó thì trong cuộc sống mình phải tùy biến thôi em. Dạ. Thì mình không phải cố hữu một riêng của mình được. Hết giờ. Chúng ta sẽ có nút bấm. 3 tiếng đếm để suy nghĩ quyết định. Tôi xin báo trước, nếu các bạn đồng ý bấm nút, các bạn phải hôn nhau. Nếu các bạn không hôn nhau được thì đừng bấm nút. Rất có quy định là hôn ở đâu không anh, hay là chỉ là hôn từ đây trở lên? Nhiều khi á,
mình cũng bực mình là hơi làm màu á, thật sự luôn á. Có những cô gái cái gì đâu hôn má hôn trán tí có gì đâu, đơn giản quá mà bạn bè cũng thể ôm hôn nhau mà má có sao đâu. Nhưng mà Việt Nam có truyền thống là hôn bên ngoài là xấu hổ, nhưng mà toàn hôn trong bụi thôi anh. Đúng rồi đó. Ừ đó, bạn nói hay đấy. Nên là ở đây đông người chính có thể ngại hôn anh. Hôn trước bao nhiêu người đó là nụ hôn rất là trong sáng, rất là chân tình, rất là ý nghĩa. Ý nghĩa. Rồi suy nghĩ thật kỹ nha và quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Bóng ngủ xong nó thiệt tình chán không ghê luôn. Giật mình. Nó làm tôi hết hồn mà. Nắm chặt tay trước. Ở đây. Có gì đâu, rất là nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rất đơn giản. Đây tôi Cát Tường đây. Đấy, hai anh em cũng thể ôm nhau. Quá bình thường. Quá thường. Em cũng muốn hôn lắm nhưng mà sợ người ta có thể hôn trên trái, hôn trên má, những cái hôn rất là nó trong sáng mà. Đây gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúc hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi nhé. Nắm tay thật chặt, ôm hoa. Rồi. Vâng, em xin cảm ơn anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Rồi dẫn gì mình lưu đi. Điều đừng có dẫn ra bụi nha. Vâng vâng. Này tay với chị Tường. Sao? Được không dạ, anh? Dạ, 9 điểm. 9 điểm, được rồi em. Dạ. Anh Hùng ở đâu? Hùng hỏi Hùng ở đâu nữa. Hùng chán. Chán. Hùng chán không còn. Được, anh định nói Hùng chán không được. Sao vậy? Ai biết ảnh không à? Không được. Má em la là... Nhắm mắt ra đi. Đền anh á. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời với bạn. Chúng ta giới thiệu về mình. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em tên là Nhật Ái, 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm, khoa Giáo dục Tiểu học. Ừ, vậy là quê mình ở đâu em? Dạ, em ở Hóc Môn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh luôn, dạ. 23 tuổi. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên Lê Nguyễn Thành Đông, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em là trưởng phòng kinh doanh. Mình là ở đâu? Dạ, em quê ở An Giang ạ. An Giang lên thành phố là ở đâu? À, hiện tại em ở quận 11. Với một cái hình dáng thế này, với một sự năng động và một cái chức vụ như bạn thì tôi không tin rằng bạn gọi là ế đâu. Dạ, thì trước giờ thì cũng quen được khoảng 4 mối tình rồi. Cũng nhiều nguyên nhân, nhiều lý do thì cũng không đi được với nhau nữa. Lý do nào bạn có thể nói một số lý do để mình rút kinh nghiệm á mà. Em đi quá nhiều, em làm nhiều á thì thành ra là nó ảnh hưởng rất là lớn. Hôm nay nếu như bạn mà quen bạn gái bên kia, dạ, bạn đi nhiều quá như vậy mất cơ hội nữa thì sao? Từ trước á thì em hình dung là mình sẽ cố gắng làm lo cho sự nghiệp trước, rồi lúc đó là mình mới tập trung là gia đình. Bữa nay 29 tuổi rồi ha. Dạ đúng rồi. Thì gần đây á, thứ nhất á là mấy anh chị em trong gia đình á là cũng bắt đầu là lần lượt là cưới. Rồi nhất là chị hai em á, chị ruột em á thì có em bé. Mà em thấy là giống như đến lúc mình đã lập gia đình rồi thì em biết là mình phải nên tập trung như thế nào. Đúng rồi, rồi. Bớt để công mình... việc lại ha. Dạ, tập trung cho tình yêu. Bạn nữ bên đây thì mình cũng không tin là em lại cũng bị ế. Chị thấy em rất là dễ thương và đi học trong trường thì chắc là cũng phải có nhiều anh dòm ngó đưa. Dạ, đó. Trong trường em khoa giáo dục tiểu học thì ít con trai lắm chị. Đa số là bạn nữ là nhiều. Nhưng bây giờ mình đang còn đi học, nếu bây giờ hai bên mà kết nối được với nhau thì em nghĩ bao lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc có lẽ là em phải tốt nghiệp ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi em mới... Là bao nhiêu lâu? Ảnh 29 tuổi rồi, giờ ảnh muốn vợ dữ lắm rồi. Dạ chắc cũng khoảng 1-2 năm gì đó chị. Hết hồn, 1-2 năm được hả anh ha? Dạ em thì 5 rưỡi đến 2 năm là ok. Vậy dạ. Được rồi, tưởng bạn này đòi ổn định công việc, bạn nói 3-4 năm cái bên kia anh đợi đâu có nổi đâu. Thôi bây giờ mình nói luôn đi. Mình muốn tìm một người yêu, một người vợ như thế nào? Xinh xắn, dễ thương. Ai cũng thích hết. Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì giống như bạn nữ, tư tưởng cũng chuẩn, biết được mình. Tư tưởng chuẩn là sao? Dạ, thí dụ như có một số bạn nữ nói là không biết nấu ăn, không thích nấu ăn. Giống như thời buổi giờ thì không sao hết. Giống như bạn không biết nấu ăn thì bạn bù lại bằng vấn đề gì đó. Em và bạn nữ đó là cũng cùng nhau suy nghĩ làm sao lo chuyện đó cho nó ok. Chứ không phải là không biết nấu ăn rồi vậy thôi hết.
Thôi không gì đó, tôi thích gì nữa người phụ nữ nữa. Dạ, từ trước tới giờ thì em thấy em để ý là em thích bạn nữ mà có ngón tay ngón chân nó dễ thương á, nó đẹp á. Ngón tay ngón chân đẹp hả? Dạ đúng rồi, em cũng không biết sao nữa. Nhưng mà bàn tay bứt măng á hả? Thì coi dạ dạ đúng cũng không? giống vậy á, thích bàn tay thôi. Này bứt măng không chị? Đương nhiên là những yếu tố khác thì nó cũng quan trọng, nhưng mà đó cũng là một trong những điểm cộng em rất là thích. Cho coi luôn đi để người ta có cái tinh thần người ta nói chuyện. Đây đây đưa đây đây qua cho coi tay đó. Giờ mình đi coi đàn gái coi mặt, giờ bên đây dù coi tay trước. Lạ thiệt. Này tay chị Tường. Sao? Được không? Dạ, 9 điểm. 9 điểm, được rồi em. Dạ. Sao biết tay tôi hay vậy? Tay tôi gớm lắm hả? Tay tôi được mấy điểm? Dạ. 6. Tại chương trình, còn đang quay tiếp á, anh chị cũng 9 điểm. Dạ. Được, biết cách. À, em có cái tiêu chuẩn gì để tìm bạn trai hay không? Dạ, em ghét mấy bạn trai đẹp trai, ga lăng, cao to không chị? Kì vậy? Dạ, tại vì ghét vậy? Của nào chờ trao của đó không chị? À, rất là dí dỏm. Bên này hơi bị chuẩn đó em. Dạ. Cái điều gì mình không thích? Dạ, chắc đầu hói, bụng bự. Chắc anh trẻ anh không có. Mấy đứa cái bụng qua đây cho tôi coi coi. Không có gì hết á, yên tâm đi. Đâu, tôi không có tình ai hết trơn á. Dạ, em chào chị. Được ha, không có hói nhiều, chỉ hói nội bộ vài chỗ thôi. Mà em có tật xấu gì không? Dạ có, em nghĩ là cũng rất là nhiều ạ. Cái gì? Thí dụ như là em hạn chế mấy việc nhà lắm. Giống như thứ nhất là mình lo làm, cái thứ hai nữa là giống như mình cũng không thích việc nhà rồi đó. Ví dụ như rửa chén, giặt đồ, quét nhà, lau nhà rồi đó, là em rất là hạn chế những mặt đó. Rồi giả tỷ bạn nữ cũng hạn chế luôn rồi sao? Ăn em... xong đập chén. Em là anh thì em làm hết luôn hả? Mình cũng sắp xếp được, thí dụ như cả hai cùng đi làm, thí dụ việc ít thì mình sẽ chia nhau ra làm, phải chia sẻ nhau. Có phụ vợ đúng không? Dạ đúng rồi, ok. Mà không thích thôi. Còn nếu như mà việc nhiều hay là có em bé đó thì cố gắng thiệt nhiều, làm thiệt nhiều rồi mướn người chăm sóc. Được ha. Dạ. Có phụ đừng có lo, nhưng mà em biết làm việc nhà không? Để anh Hoàng xem bạn gái rồi hợp với thằng trai không nha. Xin chào cô gái. Rất dễ thương, đàn trai phong độ, lịch lãm, giỏi giang. Em thích người đàn ông làm thế nào để mình có nhiều niềm vui nào? Dạ, ảnh biết cách quan tâm. Quan tâm. Chăm sóc, còn phải biết nghĩ đến người khác nữa. Đừng có để bụng những chuyện nhỏ nhặt nhỏ nhen, đừng có gia trưởng. Anh này có gia trưởng không anh? Dạ, em không có vấn đề đó đâu. Đúng rồi, lại... người miền Tây ít có gia trưởng lắm. Dạ. Anh này cũng thoáng lắm, hài hước nữa. Rồi gì nữa, mong muốn anh làm gì cho mình nữa? Dạ, cũng đơn giản, anh muốn làm gì thì anh làm. Anh muốn làm gì làm. Em cũng không đòi hỏi gì nhiều ạ. Em có phải là người phụ nữ thích lãng mạn không? Dạ, em nghĩ là phụ nữ nào cũng thích lãng mạn. Thích lãng mạn. Dạ. Em ơi, em trai có lãng mạn không em? Có những lúc em rất là lãng mạn. Thì em hy vọng sắp tới là lãng mạn nhiều hơn nữa. Dạ, nếu mà hình tượng thì em muốn là giống ba em. Ba em? Ba em là một người chung thủy, thật thà. Việc gì cũng biết làm ở nhà hết, như là sửa điện, sửa xe, sửa ống nước. Nói chung là việc nhà là ba em đều biết làm hết. Ừ. Ai cũng ngưỡng mộ ba mình và muốn người yêu của mình giống ba của mình hết. Dạ. Giống mẹ mình ha. Anh thấy hai bên cũng hợp rồi đó. Về vóc dáng, về ngoại hình, về tư tưởng, về những cái suy nghĩ. Dạ. Đề ra là nó cũng gần như hợp. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bạn gái mình đi với ai? Mình đi với ai? Dạ em đi với em họ và những người bạn của em ạ. Rồi, đâu? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em là em họ của chị Ái. Ừ. Em thấy anh bên đây thì ảnh cũng cao, cũng có tính hài hước. Em không biết là anh ở quận 11, chị em thì ở Hóc Môn á. Dạ. Khi mà hẹn hò thì hai người sẽ thu xếp thời gian như thế nào? Có với anh chuyện đó là rất là đơn giản. Hóc Môn với quận 11 rất là gần, không thành vấn đề. Ừ, cũng trong thành phố mà em. Dạ đúng rồi. Thì em mong là sau chương trình này thì anh chị sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu hơn nhiều về nhau. Vậy là cơ bản là phù hợp phải không em? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Bạn nam. Dạ, em đi với chị với anh em. Xin mời anh chị. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào chị. Em là chị của Đông. Hôm nay em thấy là hai em nó... nói chung là cũng tương đối hay hợp nhau ấy. Là hy vọng là hai em có thể đến được với nhau như cả nhà mong đợi. Cảm ơn cả nhà. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi. Kéo màn. Đấy, hai bên cứ nói chuyện với nhau đi nha. Cảm ơn.
Đó, mình kiểm tra chiều cao, mái tóc, cân nặng gì đi ha em ha. Em hỏi đi. Anh có định lập nghiệp ở thành phố không ạ? Anh là con trai út trong nhà, ba anh mất 5 năm rồi. Trách nhiệm của anh thì anh phải về với mẹ. Nhưng mà mẹ nói thì tùy thôi chứ không có ép buộc. Thì nên cái chuyện mà về hay ở hay là làm ở đâu đó thì anh nghĩ là tùy cái tình hình nó sắp tới nó như thế nào đó. Dạ. Anh có thấy em trẻ con quá không? Cái tuổi của em với tuổi của anh cũng hơi cách xa nhau á. Cũng không xa nhau quá đâu. Anh cũng còn tươi lắm chứ không có đến mức đó. Dạ. Với lại anh biết bạn nữ á, thường muốn một người nam như thế nào hay là muốn được chiều chuộng như thế nào. Ở tuổi của em đó thì có những cái mong ước nó lãng mạn cho nó thích thú đó. Dạ. Thì anh tin rằng là anh đủ khả năng hát hò nhảy múa gì em biểu diễn đi. Đúng rồi, anh sẽ đáp lại liền. Em không hát em đọc được không chị? Đọc cái gì? Đọc bài hát hả? Dạ. Được không có gì? Hát. Được luôn. Vũ trụ này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất làm em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới đi yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đâu mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, em muốn về với anh. Nơi Sài Gòn này quá chật chội nói làm cuộc sống em lắm lem. Những lời nói phô bày tình cảm, anh đừng nghĩ em cắt cớ. Em có thể đánh vần trái tim bằng từ nhờ ơ nhơ sắc nhớ. Thế giới này thật to, tim em chỉ cần anh hiểu rõ. Lãng mạn và yêu em, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Yeah. Đọc được không? Đọc giống bạn được không? Dạ em nghĩ cô giáo thuộc bài còn trò không thuộc bài. Thua đúng không? Thua nha, 1-0. Nãy em chưa hỏi anh là không biết anh có lăng nhăng không? Anh gật đầu hả anh? Không, anh gật đầu là giống như anh sẽ trả lời á. Gật gù. Anh nghĩ cái duyên vợ chồng á, nó cũng lớn lao, nó cũng cao cả lắm. Nên anh muốn tìm một người nào đó khi mà mình cưới á, thứ nhất là mình tin tưởng tuyệt đối với nhau, thứ hai là hai bên cũng phải là yêu thương nhau hết lòng. Thì anh nghĩ là anh không có chuyện đó. Nếu phải về An Giang làm dâu thì em có đồng ý hay không? Dạ chắc là phải trong quá trình tìm hiểu ảnh tạo cho em cái cảm giác là tin tưởng và yêu thương em mới có thể là suy nghĩ lại. Giống như anh nói với em gì, thứ nhất á là mình sống để mưu cầu hạnh phúc, tìm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Và khi mình cưới nhau á, nơi đâu có hai vợ chồng, mình ở đâu mình thấy an tâm, thấy vui vẻ, thấy thoải mái là ok. Dạ. Anh không quan tâm nó là ở đâu hết. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh. Nắm tay nhau. Đấy. Rất xứng đôi. Mọi người thấy xứng đôi mà. Hình như họ đã yêu nhau từ lúc nào rồi đấy. Hôn đi, chàng trai nào. Thôi má là. Má là. Dạ. Quy định của chương trình là như vậy bạn. Khi ta bắt đầu bấm nút thì chúng ta đã chấp nhận là mình đã quen nhau rồi. Nào. Dấu ấn ngày đầu tiên. Đúng mình rồi. Gặp mặt. Anh Hùng ở đâu? Hùng mà hỏi Hùng ở đâu nữa. Hùng chán. Không con. Được, anh định nó hùng tráng không được. Sao vậy? Ai biết ảnh không à? Được. Má em la là nhắm mắt ra đi. Đền được ha. Thôi, hết này hai đứa đi ăn vàng được rồi đó. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Cố gắng nha. Báo tin mừng cho chúng tôi nhé, nắm tay thật chặt không được buông ra. Rồi dẫn cô ấy đi hẹn hò đi xem phim nha.